AFK Mobi. Vào ngay đi chơi gì? AFK Mobi. Bao game chất lượng chơi ngay không phải nghỉ. AFK Mobi. Sau sản phẩm đại chiến vũ trụ, sau tới đây nhà phát hành GMETA tiếp tục gửi đến cộng đồng game thủ Việt một sản phẩm đấu tướng chiến thuật mới mang tên Thiên Long Ba Quy. Game đem đến một câu chuyện kể tầm quốc đầy mới lạ khi các võ tướng nơi đây đều có thể cưỡi rồng cưỡi phượng xuất chinh cùng với vạn binh lính theo sau hỗ trợ. Lúc này người chơi sẽ trở thành chủ công đầy quyền lực, toàn quyền quyết định xua binh đi công thành chiếm đất, xây dựng thành trì phát triển vương quốc một ngày hưng thịnh. Tất nhiên để làm được điều này bạn cần chia binh mãi mã, đào tạo tướng sĩ khỏe mạnh, hiệu triệu thần thú rồi nghĩ kế bày binh bố trận, so tài đấu trí với các tay chơi khác trên nhiều mặt trận lớn nhỏ khác nhau. Trong đó mỗi thần thú sẽ sở hữu một đặc tính khác nhau và sẽ chỉ phù hợp với một số đơn vị tướng cầm quân nhất định, do đó game thủ phải tìm hiểu thật kỹ càng để tránh không bị đối phương khắc chế lật kèo. Bởi lẽ trong game Thiên Long Ba Quy không hề có chuyện mạnh được yếu thua, vì cho dù bạn mạnh đến đâu nhưng nếu gặp phải khắc chế thì vẫn đại bại nhanh chóng. Theo đó yêu quyết dùng binh trong trò chơi chính là thấu hiểu sự tương khắc giữa các binh chủng trong game. Ngoài những trận chiến sống còn nơi sa trường, game thủ cũng phải liên tục vượt qua những phó bản hoạt động chiến trường quang ải dày đặc của game để tìm kiếm nguyên liệu nâng cấp quân đội bồi dưỡng thần thú. Có thể nói rằng việc cưỡi rồng cưỡi phượng thảo phạt tam quốc là cảm giác có 102 mà chỉ có Thiên Long Ba Quy Mobile mới đem đến cho người chơi. Chỉ độc quyền ở AFK Mobi, kho mini game tuyệt vời hoàn mỹ, nơi mọi người vui cười không sầu bi. Qua tới thế cao, cho nhiều quá đi, vậy còn chờ chi? Chỉ ngay đi.